Cô chào các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em luyện tập làm văn biểu cảm về tác phẩm văn học. Các em tập trung nghe giảng đã, sau đó mới ghi chép theo các slide hệ thống lại về kiến thức và kỹ năng thôi nhé. Các em thân mến, Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh là một bài thơ dài, thường thì ít khi yêu cầu các em biểu cảm về cả bài thơ, mà sẽ chỉ định các em biểu cảm về một khổ hoặc đoạn thơ. Dù vậy, hiểu biết về cả bài thơ là một yêu cầu đặt ra, bởi lẽ việc nắm bắt này sẽ định hướng cho chúng ta trong triển khai biểu cảm về một khổ hoặc một đoạn thơ, nên các em cùng điểm lại những điều cơ bản về bài thơ nhé. Bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh là nhà thơ nữ xuất sắc trong nền thơ hiện đại Việt Nam. Bà thường viết về những tình cảm gần gũi, bình dị trong đời sống, gia đình và cuộc sống thường ngày, biểu lộ những rung cảm chân thành, tha thiết và đầm thắm. Về hoàn cảnh sáng tác, bài thơ được viết trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Nội dung bài thơ được thể hiện qua lời người lính trẻ. Về giá trị nghệ thuật và nội dung, bài thơ có cách diễn đạt tình cảm tự nhiên và nhiều hình ảnh bình dị, chân thực. Bài thơ gợi lại những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu, tình cảm gia đình đã làm sâu sắc thêm tình yêu quê hương đất nước. Chúng ta cùng nhắc lại yêu cầu về kiến thức đối với khổ đầu bài thơ nhé. 4 câu đầu, nhà thơ dẫn ra thật tự nhiên hoàn cảnh khơi nguồn cảm xúc. Từ khóa của khổ thơ là từ nghe. Nghe ở các lời thơ chính là cảm giác, cảm xúc, sự lắng động trong tâm hồn. Khổ thơ cho thấy tình quê sâu nặng trong lòng người lính trẻ qua việc ngữ nghe. Qua khổ thơ, nhà thơ vun bồi tình cảm cao đẹp trong lòng người đọc. Còn khổ 3, 4, 5 thì sao? Chúng ta cần nắm những gì? Qua điệp ngữ Tiếng gà trưa, ba khổ thơ là dòng hồi tưởng về một thời thơ bé bên bà và đàn gà ổ trứng. Hình ảnh người bà tảo tần rất mực thương cháu hiện lên với lời mắng, cử chỉ thân thương cùng nỗi niềm thấp thỏm. Người lính trẻ nhớ về bà với sự cảm hiểu, lòng kính yêu và biết ơn sâu sắc. Các khổ thơ gợi ra hình ảnh bình dị, diễn đạt tình cảm tự nhiên chân thực, thể hiện tình bà cháu đẹp đẽ và nồng ấm. Cũng qua khổ thơ, nhà thơ vun bồi tình cảm cao đẹp trong lòng người đọc. Còn lại là hai khổ cuối. Hai khổ cuối giàu chất trữ tình suy tư. Sau dòng hồi tưởng, anh lính trẻ quay lại với thực tại, nghĩ về niềm hạnh phúc tuổi thơ và trách nhiệm của mình hôm nay. Tiếng gà trưa, âm thanh bình dị gợi lên tình bà ấm áp là cội nguồn hạnh phúc. Tình yêu thương dành cho bà biến thành hành động thiết thực, chiến đấu bảo vệ đất nước, bảo vệ xóm làng và người bà thân yêu. Điệp ngữ vì cho thấy tình yêu đất nước bắt nguồn từ tình yêu bà, yêu những gì gần gũi thân thuộc. Cũng qua khổ thơ, một lần nữa chúng ta thấy nhà thơ vun bồi tình cảm cao đẹp trong lòng người đọc. Kỹ năng phương pháp biểu cảm một khổ đoạn thơ chính là trình tự các bước cần thực hiện được khái quát thành dàn bài chung như sau. Mở bài. Đối tượng biểu cảm ở đây là khổ đoạn thơ chứ không phải cả bài thơ, nên chúng ta cần dẫn lại, tức chép lại khổ đoạn thơ kèm chú nguồn, tức nêu rõ khổ đoạn thơ trích từ bài thơ nào của ai. Nêu cảm ý chung là yêu cầu bắt buộc ở phần mở bài. Chúng ta cũng cần lưu ý, ở đây chúng ta nêu cảm nghĩ chung về khổ đoạn thơ chứ không phải cảm nghĩ chung về cả bài thơ. Thế nào là cảm nghĩ chung? Cảm nghĩ chung là cảm nghĩ bao quát nội dung của cả khổ đoạn thơ được giới thiệu để triển khai trình bày cụ thể ở phần thân bài. Phần thân bài, trước tiên chúng ta cần giới thiệu sơ lược về bài thơ. Do nội dung bài thơ gắn liền với hoàn cảnh sáng tác, nên chúng ta cần điểm lại hoàn cảnh sáng tác và nêu rõ nội dung bài thơ được thể hiện qua lời người lính trẻ. Có hai khả năng chỉ định biểu cảm. Có thể là yêu cầu biểu cảm khổ đoạn đầu, cũng có thể là yêu cầu biểu cảm khổ đoạn tiếp theo, nên cô hướng dẫn cách viết cho cả hai trường hợp nhé. Thao tác đầu tiên là chúng ta cần viết lời dẫn, dẫn thơ. Lời dẫn là sự chuẩn bị cho câu thơ, cho sự xuất hiện của câu thơ sẽ dẫn, nên ý lời dẫn phải liên quan gắn bó với những câu thơ được dẫn.
sau khi dẫn thơ thì các em tập trung trình bày cảm nhận về nội dung trong tương quan với nghệ thuật. Nếu có, các em đều biết nội dung và nghệ thuật gắn bó mật thiết với nhau. Khi ta phát hiện được cái biện pháp nghệ thuật được vận dụng, chúng ta phân tích cho được tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó là đã nhận chân được nội dung được thể hiện trong khổ thơ. Và sau khi chúng ta trình bày cảm nhận về nội dung trong tương quan với nghệ thuật thì chúng ta đừng quên bộc lộ cảm xúc, vì bộc lộ cảm xúc là mục đích cuối cùng của kiểu bài này. Ở đây chúng ta cũng cần phân biệt cảm nhận và bộc lộ cảm xúc. Thì cái phần phân biệt này chút nữa các em sẽ được cô chỉ dẫn rõ hơn qua cái phần minh họa dựng đoạn. Chúng ta sẽ thực hiện tương tự các bước như trên, tức là viết lời dẫn, dẫn thơ, rồi trình bày cảm nhận về nội dung trong tương quan nghệ thuật, nếu có, bộc lộ cảm xúc đối với ý tiếp theo của khổ đoạn thơ. Ở đây lưu ý, các em cần quan tâm đến chuyện ý liên kết câu để tạo nên tính mạch lạc của văn bản. Rồi đối với khả năng yêu cầu biểu cảm khổ đoạn tiếp theo, thì trước khi chúng ta thực hiện các thao tác như trên, chúng ta cần phải khái quát, tức là điểm lại nội dung khổ và các khổ đoạn trước đó để đảm bảo tính liền mạch của văn bản. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt trình bày cảm nghĩ về nghệ thuật, nội dung theo từng ý của khổ đoạn thơ với các thao tác cụ thể như trên. Cuối cùng là kết bài. Kết bài chúng ta cần phải khẳng định lại cảm nghĩ về nghệ thuật, nội dung của khổ thơ. Của khổ thơ nhé các em, không phải là của bài thơ. Rồi chúng ta đừng quên liên hệ nêu cảm nghĩ về tâm hồn nhà thơ. Cuối cùng là liên hệ bản thân phải phù hợp với nội dung đã trình bày. Nhằm cụ thể hóa các bước thực hiện ở khâu viết bài, cô mời các em tham khảo minh họa về dựng đoạn sau đây. Đầu tiên là mở bài. Ngoài cách mở bài trực tiếp, các em có thể mở bài gián tiếp, chẳng hạn như Xuân Quỳnh là nhà thơ nữ xuất sắc trong nền thơ hiện đại Việt Nam. Thơ Xuân Quỳnh thường viết về những tình cảm gần gũi, bình dị trong đời sống gia đình và cuộc sống thường ngày, biểu lộ những rung cảm chân thành, tha thiết và đầm thắm. Khẩu đầu bài thơ Tiếng Gà Trưa là một ví dụ, lắng đọng sâu xa trong lòng em là những lời thơ. Trên đường hành quân xa, dừng chân bên xóm nhỏ, tiếng gà ai nhảy ổ, cục cục tá cục ta, nghe sao động nắng trưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi về tuổi thơ. Thân bài. Bài thơ ra đời vào thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Nội dung bài thơ được thể hiện qua lời người lính trẻ. Tác phẩm mở đầu bằng những câu thơ dẫn ra thật tự nhiên hoàn cảnh khơi nguồn cảm xúc. Trên đường hành quân xa, dừng chân bên xóm nhỏ, tiếng gà ai nhảy ổ, cục cục tá cục ta. Giữa trưa anh chiến sĩ bất chợt nghe được tiếng gà nhảy ổ vang lên trong một xóm nhỏ xa lạ trên đường hành quân. Dù vậy, anh vẫn cảm nhận được ở âm thanh đó sự gần gũi thân thuộc ngày nào. Vì thế, tiếng gà cục tá cất lên khiến người lính trẻ không khỏi bồi hồi. Nghe sao động nắng trưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi về tuổi thơ. Từ nghe ở đây là cảm giác, cảm xúc, sự lắng động trong tâm hồn. Buổi trưa ở làng quê yên ắng lắm, nên tiếng gà vang lên được cảm nhận như đã khu động cả không gian tĩnh lặng. Đồng thời, âm thanh bình dị này bỗng trở nên thiêng liêng hơn vì gắn liền với hình ảnh người bà rất mực thương cháu, tạo từng hôm sớm chăm chút đàn gà ổ trứng để cuối năm cháu mình có được bộ quần áo mới. Tiếng gà gợi lên tình bà ấm áp, tạo nên sức mạnh tinh thần khiến người chiến sĩ quên đi bao gian lao trên đường hành quân, cảm thấy chân mình đỡ mỏi và miên man trong dòng hồi tưởng về một thời thơ bé êm đềm hạnh phúc bên bà, bên đàn gà ổ trứng. Từ nghe lặp lại 3 lần nhằm nhấn mạnh bao cảm xúc trong tâm hồn gợi lên từ tiếng gà trưa. Điều này cũng chứng tỏ âm thanh ấy có ý nghĩa với anh biết bao. Lớn lên, xa nhà, đi vào quân ngũ, dù đặt chân đến bất cứ nơi nào, trong lòng anh vẫn mang theo kỷ niệm về người bà thân thương
trên mảnh đất quê nhà dấu yêu. Khổ thơ biểu lộ chân thật tình quê sâu nặng trong lòng người lính trẻ, thật đáng trân trọng biết bao. Kết bài. Với cách diễn đạt tình cảm tự nhiên, chân thật, khổ đầu bài Tiếng Gà Trưa để lại trong lòng em một cảm xúc trân trọng trước tình cảm gắn bó của người chiến sĩ với quê hương. Qua khổ thơ, em nhận thấy Xuân Quỳnh hướng người đọc đến những tình cảm cao đẹp, tâm hồn nhà thơ quả thật đáng quý. Phần liên hệ bản thân các em viết phù hợp với nội dung đã trình bày. Phần tiếp theo của tiết học, cô dẫn ra một vài đoạn văn biểu cảm về một hình ảnh chi tiết trong tác phẩm thơ hiện đại đã học. Thứ nhất, cảm nhận về hình ảnh trăng lòng cổ thụ bóng lòng hoa trong bài thơ Cảnh Khuya, Hồ Chí Minh. Hình ảnh trăng lòng cổ thụ bóng lòng hoa trong bài thơ Cảnh Khuya của Hồ Chí Minh động lại trong lòng em ấn tượng sâu sắc. Trên bầu trời cao, vầng trăng đang tỏa sáng, ánh trăng ghé thăm quần cây cổ thụ, vui đùa đem mỏi qua từng nhành cây kẽ lá và lạc xuống mặt đất, vẽ nên những bông hoa như thêu dệt lên đó. Các sự vật hiện ra chập chồng bởi từ lòng lặp lại hai lần trong câu thơ. Chỉ với hai gam màu sáng tối, bác đã gợi ra một khung cảnh huyền ảo và hữu tình. Ôi trăng ngàn vì tắt mới đẹp làm sao. Bức họa bằng ngôn từ này thể hiện được những rung cảm tinh tế từ tình yêu thiên nhiên tha thiết, yêu mến biết bao tâm hồn giàu xúc cảm thiên nhân của người. Đoạn văn thứ hai viết theo yêu cầu, cảm nhận về tình cảm của người cháu trong khổ cuối bài thơ Tiếng Gà Trưa của Xuân Quỳnh. Em thật xúc động trước tình cảm của người cháu trong khổ cuối bài thơ Tiếng Gà Trưa của Xuân Quỳnh. Ở những khổ trước, tình yêu thương của người cháu dành cho bà thể hiện qua những hồi ức về bà với tất cả sự cảm hiểu, lòng biết ơn yêu kính. Và giờ thì cháu chiến đấu hôm nay vì lòng yêu tổ quốc, vì xóm làng thân thuộc, bà ơi cũng vì bà. Tình yêu thương ấy biến thành hành động thiết thực, là tiếng gọi thúc giục anh hành quân ra trận, cũng trở thành sức mạnh chiến đấu của người chiến sĩ để gìn giữ sự bình yên của xóm làng, bảo vệ người bà thân yêu. Anh lính trẻ phải chắc cái súng giữ vững biên cương tổ quốc, bởi lẽ nước mất nhà tan. Vậy nên chính tình yêu dành cho bà đã hun đúc nên tình yêu đất nước. Càng nghĩ em càng thêm yêu quý tâm hồn anh lính trẻ. Phần liên hệ đặc thân các em viết phù hợp với nội dung đã trình bày nhé. Yêu cầu của đoạn văn thứ ba, cảm nhận về Việt ngữ Tiếng Gà Trưa trong một sáng tác của Xuân Quỳnh trích từ tập Hoa Dọc Tiếng Hào. Điệp ngữ Tiếng Gà Trưa trong một sáng tác của Xuân Quỳnh trích từ tập Hoa Dọc Tiếng Hào giàu giá trị biểu hiện tình cảm. Câu thơ Tiếng Gà Trưa được lại nhiều lần trong bài, mỗi lần lặp lại là một kỷ niệm cụ thể trong ký ức tuổi thơ hiện ra. Sự lặp lại này nhằm kết nối sâu chuỗi các kỷ niệm ấy, tạo thành dòng hồi tưởng dạt dào cảm xúc trong lòng anh lính trẻ về một thời thơ bé bên bà và đàn gà ổ trứng. Đồng thời, điệp ngữ Tiếng Gà Trưa đã khẳng định âm thanh thân thuộc của làng quê có sức vang vọng trong tâm tưởng của anh. Điều này cũng chứng tỏ hình bóng quê nhà luôn neo đậu trong tâm hồn. Chính vì vậy mà mỗi khi nghe được âm thanh ấy, bao cảm xúc lại ùa về. Em vô cùng trân trọng tình quê sâu nặng trong lòng người chiến sĩ, cũng chính là nhà thơ Xuân Quỳnh. Qua ba đoạn văn, các em nhận thấy với yêu cầu viết đoạn văn ngắn cảm nhận về một hình ảnh chi tiết trong các tác phẩm văn học, chúng ta sẽ khai triển trong 6 đến 8 câu viết liền thành một đoạn văn. Dù vậy, vẫn phải đảm bảo bố cục 3 phần: mở đoạn, khai triển đoạn, kết đoạn. Mở đoạn, ta sẽ giới thiệu đối tượng biểu cảm và nêu cảm nghĩ chung, có quan tâm đến chú nguồn, tức là nói rõ trích từ tác phẩm nào của ai. Phần khai triển đoạn, chúng ta sẽ viết theo kỹ năng biểu cảm tác phẩm. Phần kết đoạn, chúng ta sẽ chốt ý bằng việc nêu cảm xúc về đối tượng biểu cảm. Chúc các em vui khỏe và học tốt.